Lệ Quyên Flex biệt thự triệu đô ở Mỹ, TV bằng nửa cái tường. Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên sở hữu tài sản không phải dạng vừa. Không chỉ chia sẻ hình ảnh đi hát, khoảnh khắc hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên còn thường xuyên khoe những căn biệt thự đắt đỏ của bản thân. Được biết nữ ca sĩ 8X có cơ ngơi sang trọng ở nhiều nơi như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Mỹ. Vào sáng 10 tháng 7, Lệ Quyên đã flex, tổ ấm hiện đại, đầy đủ tiện nghi ở xứ sở cờ hoa có thể thấy căn biệt thự rộng rãi, được sơn theo tông chủ đạo là màu trắng, xám. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 hào hứng chia sẻ, ở bên này tự tay chăm sóc nhà cửa thích thật. Tổ ấm nào của mình cũng thông thoáng, giấu hết đồ vào tủ, luôn phải sạch bóng kinh kít. Đặc biệt, ở story tiếp theo, bạn gái Lâm Bảo Châu còn khéo léo flex chiếc TV có kích cỡ khủng, phòng rộng quá nên TV bằng nửa bức tường mới ổn. Được biết, ngôi nhà này được lệ quyên mua với giá hàng triệu USD từ năm 2017. Đây là nơi nghỉ chân của ca sĩ mỗi lần đi lưu diễn ở Mỹ. Căn biệt thự rộng tới 400 mét vuông ở bang California. Các đồ trang trí trong nhà đều được đích thân nữ ca sĩ chọn lựa, mua sắm. Căn biệt thự của Lệ Quyên gồm 2 tầng. Tầng 1 gồm phòng khách, không gian bếp, phòng ăn còn tầng 2 gồm nhiều phòng ngủ, đầy đủ nội thất tiện nghi. Năm 2023, Lệ Quyên lần đầu khoe biệt thự, lúc 7 tê ủi, lần đầu tiên bo, con trai Lệ Quyên phóng viên qua Mỹ chơi, đi xem nhà, bước vào căn này vừa xây xong thơm phức chưa ai sở hữu, bo bảo mẹ mua cho con. 6 năm nữa đón cậu chủ qua vừa học vừa chăm lo được rồi. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong căn biệt thự này trên trang cá nhân. Bên cạnh nhà lầu xe sang, Lệ Quyên còn được biết đến là người chơi hàng hiệu đình đám. Cô từng khiến nhiều người bất ngờ, với bức ảnh chụp cùng 10 chiếc túi sách Hermes phiên bản giới hạn. Giọng ca 8 x còn có sở thích đặc biệt, với những món trang sức kim cương đắt đỏ trị giá hàng tỷ đồng. Cô thường sắm nhiều món trang sức xa xỉ như vòng cổ, nhẫn, đồng hồ. Lệ Quyên hiện tại có mối tình đẹp bên Lâm Bảo Châu. Cả hai đã có chặng đường gần 4 năm bên nhau. Kể từ ngày công khai, chuyện tình chị em của cả hai nhận nhiều ý kiến. Vượt qua mọi sóng gió, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên vẫn sánh đôi cùng nhau, chứng minh tình cảm đẹp đẽ của mình. Trên trang cá nhân, cả hai không ngại thể hiện sự ngọt ngào, lãng mạn dành cho nhau. Không những thế, Lệ Quyên và tình trẻ thường xuyên dành thời gian để đi du lịch. Nói về người yêu kém 12 tê ủi, Lệ Quyên từng chia sẻ, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này. Ngày xưa đấng mày dâu mà bằng tê ủi quyên là mình đã không nói chuyện rồi, nói gì với mấy ông bằng tê ủi vì mình già trước người ta 5 đến 7 tê ủi rồi. Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, không những nói chuyện mà mình còn nói chuyện rất sâu, rồi tự nguyện gọi ai đó mà mình chấp, 12 cái cột điện là mình, là anh. Phụ nữ khi chọn người đàn ông, sẽ quên hết những giới hạn miễn người ta đủ tê ủi vị thành niên là được từ 18 t ủi trở lên là chúng ta có quyền lựa chọn miễn chúng ta thấy phù hợp với nhau.